tuyệt vời cho quý vị. Không biết tình cảm xúc của quý vị như thế nào, nhưng bản thân MC Duy Công thì lúc này đây khắp mình nổi đầy da gà, bởi vì bởi được thu hút những điệu nhảy cũng như bị cuốn hút bởi điệu nhạc. Một câu chuyện tình của chàng Romeo và nàng Juliet.